Hết bị ràng buộc ở nhà thương chợ quán, thì kế lại bị dời về Bạc Liêu. Với chế độ khắc nghiệt của thực dân, họ quyết tâm tiêu diệt tín ngưỡng mà Đức Thầy là ngòi mối dẫn đưa sanh chúng. Do đó mà Đức Thầy phải chịu lắm nỗi gian nan. Ngoài ra còn nhiều chuyện gièm pha, nhiều điều thêu dệt khiến Ngài thêm bận lòng không ít. Trong trường hợp cần đánh tan những mối hiểu lầm, Đức Thầy đã mượn đề cảm tác để thanh minh những chuyện lòng uẩn khúc mà phàm nhân đã ngộ nhận vì không đạt nổi những thánh ý xa vời. Các cô Trần Kim Lợi, Quyền Trân và anh Thành Được xin tiếp nối ngâm đọc theo nguyên văn. Thôi mà ngẫm nghĩ thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân, đem thân mà đức nở trần, nở trần đâu khéo trần chung ra. Nhìn trời lụy muôn ưa ta, thế gian đuôi tối nửa ma nửa người. Muôn reo gian một tiếng cười, nhưng lòng chẳng nở khi người mê si. Lầm mang nghiệp vào thân, chỉnh e dây giác thánh thần chép biên. Phần ta nói góp Phật tiên, ngợi khen cũng mặc điêu huyền cũng hay. Thương đời phải chịu đắng cay, thân danh chẳng hoàng trong gai chi sờ. Ít ai nghe rõ giọng đời của người sức bỏ quán ơn cõi phàm.
ngài hằng giái ngộ quy tâm, sắc không không sắc, tánh phàm đổi thay. Chẳng qua tay những ngày nên phần xác thịt quá đài trần gian, lìa quê tất bước ca ngàn, gia đình chẳng đói còn mà chi ai. Dốc tâm nguyện đến Phật đài, tiếp cùng chư Phật độ rài chúng sinh. Nền gian một tiếng chuông linh, cho người trong mộng biển minh lẻ nào. Gặm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc tri quan thường giết khắc tài hoa. Nghe chuông linh sớm giúp bề ai hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Ví dầu lập chữ công danh, đến khi rốt cuộc cũng đành thả lão vàng nó rụng. Người ơi, muôn năm mới có một thời, tới kỳ hiệp hội Phật trời định tâm, con lành đều đủ nghĩa nhân. Cha là Phật, thanh tiên thần phước dân, có đâu như thể bấy chư loạn luân can kỷ, bất từ bất lương. Thân ta giàu lắm đoạn trường, cũng làm cho vẹn chữ thương nhân loại. Ngày kia thọ chỉ là mơ trái, tiếng lành như thể tương mai nực nồng. Bây giờ bờ bên chưa xong, dở dang thời dần mà lòng chẳng ngàn xưa mấy bậc anh hào, nằm gai đêm mật giả nào trách phong. Trưởng phu chỉ cả dọc ngang, dạo trong bốn biển mới trang thanh hiền. Làm cho kẻ bào đạo lành mở cửa nơi miền Nam mang. Tiếng đàn hòa liêu tông cao, đêm khuya khuyên nhủ khắp tràng chúng sanh. Thu còn gặp lúc trăng thanh, vang lời thỏ thẻ nẻo lời xem ra.